và ở Việt Nam thì thường không có thói quen quay lại bác sĩ, và thậm chí có những người đâu phải tại Cần Thơ, ở tỉnh khác đến vân vân. Đó, sai lệch do sự mất dấu, sai lệch liên quan đến sự tham gia. Thì có một số tình huống khi mà chúng ta yêu cầu người ta tự nguyện chẳng hạn, thì có những ví dụ như một số cái về ung thư vú hay gì đó, mình yêu cầu phụ nữ ai có nguy cơ thì nghĩa là tự đến, họ đến cái nơi đó họ khám cho họ, thì những người có nguy cơ họ mới đến thôi, còn lại không nguy cơ họ không đến. Cho nên những người mà đến đó thì họ quan tâm nhiều hơn họ đến. Nếu mà chúng ta lấy mẫu ra, chúng ta phân tích, chúng ta coi báo cáo số liệu, thì cái nhóm mà đến đó có thể nó không đại diện cho quần thể đó, tại vì những người có nguy cơ người ta quan tâm ta đến. Còn hoặc là những trường hợp mà chúng ta khảo sát những cái vấn đề mà nhạy cảm, hoặc là vấn đề về tâm thần gì chẳng hạn, yêu cầu họ tình nguyện, thì những người mà người ta bình thường, người ta khỏe mạnh, người ta thoải mái thì người ta lại đến. Còn những người mà người ta bị tâm thần, chưa có tâm thần kém, hoặc là với những cái vấn đề về nhạy cảm hôm ngày không đến, thì dẫn đến là cái nhóm tham gia nghiên cứu là ít nguy cơ hơn nhóm không tham gia. Thế cho nên là nó không đại diện. Anh nên ý cái chỗ này thì tôi không thích thêm liên quan đến cái sai số chọn đó. Sai số nhóm thứ hai đó là sai số thông tin, được xem như là sai số đo lường và sai số quan sát. Nó sẽ tăng lên khi đo lường hoặc phân loại không chính xác nó xảy ra, và có thể ảnh hưởng đến yếu tố phơi nhiễm hoặc kết quả, thậm chí là yếu tố cả cái tôi gây nhiễu. Chúng ta có các kiểu sai số thông tin hay đo lường. Thứ nhất đó là sai số do chúng ta nhớ lại. Sai số do nhớ lại nghiêm trọng ở thiết kế nghiên cứu, đó là nghiên cứu bệnh chứng. Rồi sai số có thể do báo cáo, có nó không nó có. Sai số do phát hiện không được, không có báo cáo. Sai số do người phỏng vấn có thể là không khai thác được thông tin, hoặc là thậm chí là người ta cung cấp thông tin nhưng mà mình tổng hợp, mình phân tích để mình kết luận không được. Nên người ta có mình không biết đường tổng hợp phân tích kết luận, dẫn đến là cho nên là mình sẽ ghi nhận lại sai. Và để làm giảm sai số thông tin thì ở giai đoạn thiết kế, chúng ta chú ý là công cụ và dụng cụ chúng ta phải cụ thể, chúng ta phải có nhóm so sánh phù hợp, người thu thập thông tin phải được huấn luyện kỹ. Ở giai đoạn mà thu thập thông tin thì chúng ta có thể thu thập bằng nhiều nguồn, chúng ta thu thập để chúng ta có thể đối chứng bằng nhiều nguồn, có thể là bao gồm cả yếu tố tiếp xúc và bệnh tật không liên quan để chúng ta kiểm chứng. Rồi đối tượng nghiên cứu và người thu thập thông tin nên không biết. Rồi bạn đảm bảo tỷ lệ phản hồi cao. Và khi phân tích dữ liệu đó thì chúng ta cần phải chú ý dữ liệu học thuyết, rồi chúng ta đánh giá và hiệu chỉnh dữ liệu. Thì ở đây tôi có cái câu hỏi đặt ra. Câu thứ nhất đó là theo các bạn, tại sao đối tượng nghiên cứu và người thu thập? Rồi thứ nhất đó là mình sẽ giảm cái người mà thu thập dữ liệu. Nếu người ta biết cái người đó trước đó thì có thể là người ta sẽ ta suy nghĩ cái chủ quan, ta định hướng sẵn rồi, cho nên dẫn đến ta khai thác chủ quan khai thác không hết, hoặc là ta kết luận bị lệch đi nha, do người ta chủ quan đó. Còn bạn kia nói thì cũng nó có nghĩa là một cái phía nữa, đó là cái người mà đối tượng đó, thì những trường hợp mà nhạy cảm thì có thể là họ sẽ giấu đi, tại người quen đó họ sẽ ngại đi, cố gặp lại hoặc gì đó, sợ người ta xấu hổ hoặc cái gì đó, hoặc là người này đồn với những người thân quen xung quanh nữa. Cho nên là thường những cái trường hợp mà nhạy cảm gì đó thì cái người quen người ta sẽ không có nói. Cho nên là mình biết cái yếu tố này, cho nên là mình nên chọn người thu thập dữ liệu và cái đối tượng nghiên cứu là không biết nhau. Rồi tôi hỏi tiếp cái câu thứ hai, đó là trong nghiên cứu thử nghiệm thì chắc các bạn học rồi, thì trong nghiên cứu thử nghiệm chúng ta có mấy mù? Dạ thưa thầy, theo em kiểu cái mù 3 là cái đối tượng nghiên cứu, thì cái người có trách nhiệm đánh giá và cái người xử lý số liệu thông tin đó không biết gì. Đúng rồi, có nghĩa là cái người mà phân tích dữ liệu á sẽ không mù nha. Xin lỗi, mù luôn là mù 3, tại chúng ta sao cái người có một số cái công trình nghiên cứu đó, người ta cũng không cho cái người mà nghiên cứu là đi thu mẫu đâu. Một số công trình nghiên cứu người ta cũng không cho người nghiên cứu sẽ là cái người xử lý số liệu, mà phải là cái đối tượng độc lập,
nó mới chính xác, nghe không? Khách quan. Và chúng ta nhớ là sai số nó còn ở giai đoạn thứ ba nữa, đó là cái giai đoạn mà chúng ta phân tích dữ liệu đó. Đó, nếu mà cái người mà phân tích dữ liệu người ta muốn làm sai lệch kết quả ta thì dẫn đến có thể là ta xử lý theo cái hướng ta mong muốn nha. Cho nên là và thậm chí là ở các cái khi mà chúng ta học sau đại học cũng vậy, đôi lúc là khi chúng ta kết quả nghiên cứu chúng ta đó, được kiểm tra lại ở trường mình cũng có kiểm tra lại, các khoa sẽ cử người kiểm tra lại, thậm chí là còn ta kiểm tra luôn, ta giám sát giai đoạn thu thập chút số liệu, có trường hợp ta phải xuống bệnh viện, xuống nơi ta thẩm định lại một số bao nhiêu phần trăm cái phiếu thu mẫu đó chính xác hay không, rồi xử lý thì đôi lúc chúng ta nộp người ta sẽ chạy lại kết quả. Hoặc là một số nơi đó, ví dụ như trường đại học Y Hà Nội gì đó, Y tế công cộng Hà Nội, là người ta có cái bộ phận là kiểm tra chạy lại số liệu có đúng không đó. Hoặc là một số là giống như trước đây thì ở trường mình tôi có thỉnh thoảng là xác nhận cái xử lý số liệu của một số anh chị để sau đó tại vì ở phía Nam đó mà đi học ở Hà Nội chẳng hạn thì tôi xác nhận số liệu đó, rồi đem ra nộp ở ngoài kia là số liệu này đã được ai đó xác nhận đó, của trường đóng mộc luôn đó, tại vì tôi là trưởng bộ môn thống kê dân số đó, thì đôi lúc là tôi ký xác nhận luôn của trường đóng mộc đó, rồi nộp cho trường ngoài Hà Nội thì tùy theo thôi. Còn tôi thì trước đây thì tôi học ở Hà Lan cho nên thường cũng không ai xác nhận cái số liệu tôi hết. Nhưng mà khi mà tôi nộp bài báo quốc tế thì phải có bình duyệt, người ta sẽ hỏi, ta thấy số liệu không rõ không gì đó hỏi, bên cạnh đó một số cái bài báo tạp chí quốc tế đó để yêu cầu tôi phải nộp cái file số liệu, nộp file số liệu cho nó, thậm chí có khi nộp cái công cụ file số liệu vào bộ công cụ mình đi thu mẫu đó, nộp cho người ta để người ta kiểm tra lại, nếu có khả năng kiểm tra vân vân đó. Thì cho nên là chúng ta vẫn có khả năng là chúng ta có ba mù. Còn nếu mà chúng ta là sinh viên hoặc chúng ta làm những nghiên cứu nhỏ lẻ nhỏ đó thì thường thì chúng ta người thu thập số liệu vẫn là cái người điều tra luôn, chứ là nhà nghiên cứu luôn nha. Nhưng mà nhà nghiên cứu thường là ta không có mù, tại nhà nghiên cứu mù thì sao, đâu biết cái nào đâu nữa, công bố làm sao được. Cho nên nhà nghiên cứu người ta thiết kế mù như thế nào đó và ta yêu cầu cái người đi điều tra đó thu mẫu, thu thập thông tin, thì người thu thập thông tin họ không biết để họ khách quan. Và đôi lúc cái đối tượng mà họ nhận can thiệp đó họ cũng không biết là họ nhận thuốc hay là không phải thuốc, là giả dược chẳng hạn, để họ có một cái trả lời khách quan, không có định kiến, không có chủ quan. Rồi một cái yếu tố và có thể ảnh hưởng đến cái kết quả đó là yếu tố nhiễu. Thì yếu tố nhiễu các bạn đã được học một phần ở cái bài mục tiêu và biến số đó. Thì một mối liên quan giữa yếu tố phơi nhiễm và hậu quả cho trước bị ảnh hưởng bởi yếu tố thứ ba nữa. Và để xem coi nó có nhiễu hay không thì chúng ta nhìn trên cái sơ đồ này. Đây là từ yếu tố tiếp xúc và chúng ta chuyển mũi tên qua hậu quả. Và cái mũi tên thứ hai đó là từ yếu tố nhiễu, nó cũng chuyển mũi tên đến hậu quả. Và cái mũi tên thứ ba là chúng ta sẽ thấy đây có mũi tên hai chiều giữa yếu tố tiếp xúc và nhiễu. Thì như thế nào được gọi là nhiễu? Thì chúng ta có ba cái tiêu chí để chúng ta đánh giá, nguyên tắc để chúng ta xác định đó. Thứ nhất là nhiễu, chúng ta nhìn mũi tên này, nhiễu nó cũng là nguyên nhân của hậu quả hay là yếu tố nguy cơ cho hậu quả đây. Và nhiễu nó có liên quan đến yếu tố tiếp xúc hay yếu tố phơi nhiễm. Và nhiễu nó không phải là bước trung gian, con đường trung gian từ yếu tố tiếp xúc đến hậu quả. Quý vị thấy nó nằm ngoài đường mũi tên này. Thí dụ chúng ta nghiên cứu xem coi uống cà phê có liên quan đến ung thư tụy hay không, và hút thuốc lá nó có phải là yếu tố gây nhiễu cho mối quan hệ này hay không. Thì chúng ta thấy hút thuốc lá nó gây nguy cơ ung thư rất nhiều bệnh, thì có khả năng cũng gây ung thư cho tụy. Coi như mũi tên này thọ, hút thuốc lá có liên quan gì uống cà phê không? Thì chúng ta thấy một số người mà người ta nghiện chất kích thích này thì kèm theo nghiện cái chất kích thích khác. Thì một số người hút thuốc lá thì họ sẽ kèm theo thói quen uống cà phê, và ngược lại, uống cà phê kèm theo thói quen hút thuốc lá. Một số người họ không hút thuốc lá được, họ cũng không uống cà phê được.
đó đó, hoặc là một số người ta kỹ tính ở này kia đó thì ta không thăm, ta không uống các cái chất kích thích gì cả. Tuy nhiên thì cũng có một số người người ta cũng uống cà phê nha, nhưng người ta không hút thuốc lá, nhưng mà chúng ta thấy hai cái này có thể nó đi kèm với nhau đó. Rồi chúng ta cho nên là hai này nó có liên quan, và hút thuốc lá nó không phải là bước trung gian, có nghĩa là từ uống cà phê sau đó chuyển thành hút thuốc lá rồi mới ung thư, không phải. Cho nên chúng ta thấy hút thuốc lá có khả năng là yếu tố gây nhiễu, cho nên chúng ta thu thập thông tin luôn. Rồi chúng ta ví dụ xem coi việc hiến máu thường xuyên có làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch hay không. Thì hiến máu coi có liên quan đến tim mạch hay không và có yếu tố nhiễu ở đây hay không. Thí dụ chúng ta thu mẫu đấy, thì chúng ta sẽ thấy cái chúng ta phân tích đó thì mức độ hiến máu chúng ta chia làm 3 mức độ: 0, 1, 2, 3 đến 4 lần trên năm. Thì lấy 0 làm chuẩn, chúng ta so 1 đến 2 lần trên năm thì chúng ta thấy tính RR nó bằng 0,67, giảm được 33% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch. 3 đến 4 lần trên năm thì RR nó bằng 0,5, giảm được 50% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch. Thì chúng ta thấy cái này, chúng ta thấy hiến máu qua kết quả như thế này thì chúng ta thấy nó có liên quan đến nguy cơ bệnh tim mạch, nó làm giảm nguy cơ tử vong như bệnh tim mạch. Rồi chúng ta đến cái nội dung tiếp theo, cái ví dụ tiếp theo đó là chúng ta xem coi có cái giải thích khác nào hay là có những cái gì đó nó ảnh hưởng đến cái mối quan hệ này hay không. Ví dụ như là chúng ta xem coi thể dục nó có liên quan gì đến cái bệnh tim, yếu tố liên quan đến tự dòng bệnh tim mạch hay không, hay nó khác năng, hay nó là yếu tố gây nhiễu, hay nó là một sự liên quan một phần của chúng với yếu tố như là thể dục nè đó. Chúng ta xem coi nó có phải là nhiễu trong mối quan hệ hay không. Thì chúng ta thấy tập thể dục thì theo y văn nó nói sẽ làm giảm nguy cơ tử vong như bệnh tim mạch, trên cái mũi tên này nó thọ. Nhưng mà tập thể dục có liên quan gì đến hút thuốc, đến hiến máu không? Thì chúng ta thấy những người mà hiến máu đó đủ tiêu chuẩn hiến máu thì thường họ phải đủ cái tiêu chuẩn về sức khỏe, mà đủ tiêu chuẩn sức khỏe có nghĩa là họ thường xuyên tập thể dục. Thứ hai nữa, hiến máu thì những người này là sao, họ gan dạ, họ chịu đau dội, họ không sợ máu, thì thường nó lại rơi vào những người tập thể dục. Những người mà hiến máu thường là những người đi ra ngoài hoạt động xã hội, gặp gỡ này kia mới cơ hội hiến máu, còn những người nội trợ thường trong nhà rất hiến máu. Cho nên là những người tập thể dục thì thường họ đi ra ngoài nhiều. Cho nên chúng ta thấy hai này nó có liên quan với nhau, và thể dục nó không là bước trung gian, cho nên thể dục có khả năng nó là yếu tố gây nhiễu. Cho nên chúng ta sẽ thu thông tin về thể dục luôn, và sau đó chúng ta phân tích. Và thể dục chúng ta chia làm 3 mức độ: chưa bao giờ, thỉnh thoảng, thường xuyên. Thì cái mức mà thỉnh thoảng tập thể dục chưa bao giờ đó thì chúng ta thấy nó cũng giảm được 33% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch. Và thường xuyên tập thể dục so với chưa bao giờ thì chúng ta thấy giảm được 73% nguy cơ tử vong. Mà qua số liệu này thì chúng ta cũng thấy tập thể dục cũng làm giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch. Vậy thì tập thể dục hiệu quả hay là hiến máu hiệu quả đối với nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch? Bây giờ chúng ta xem slide tiếp theo. Ta nhìn trên đây nè, trên cái bảng, trên slide này, mức độ thể dục tôi chia làm 3 mức độ là ở 3 cột, và mức độ hiến máu tôi chia làm 3 dòng. Thì chúng ta nhìn cái dữ liệu về thông số nguy cơ tử vong nằm ở các cột và các dòng đó, ở các ô tương ứng giao giữa cột và dòng, chúng ta có các cái ô tương ứng đó. Thì chúng ta qua chúng ta nhìn đây thì bạn có thể kết luận một lần nữa là tập thể dục hiệu quả hay là hiến máu hiệu quả. Thì chúng ta thấy nếu mà các bạn nhìn cột chưa bao giờ tập thể dục nè, thì chúng ta thấy mấy mức độ khác nhau về mức độ hiến máu đó, thì cái nguy cơ của nó gần tương tự nhau. Tương tự cột thỉnh thoảng tập thể dục nó cũng gần tương tự, cột thường xuyên tập thể dục các bạn thấy nó cũng gần tương tự, nó không có khác nhau lớn. Nhưng mà chúng ta nhìn ở cái theo hàng thì chúng ta thấy nó rõ rệt khác biệt ở 3 mức độ thể dục khác nhau cùng trên một cái mức độ hiến máu. Bạn thấy nó sẽ khác biệt lớn giữa 3 mức độ tập thể dục dù nó cùng một mức độ hiến máu. Còn đây là cùng một mức độ thể dục nhưng mà nó sao không khác nhau giữa mức độ hiến máu. Vậy thì sao? Rõ ràng qua cái kết quả này chúng ta thấy là
tập thể dục có hiệu quả mà hiến máu không hiệu quả, thì đây cũng là một cách để giúp chúng ta xem coi xem có yếu tố nhiễu hay không nha. Cho nên cách hạn chế nhiễu thứ nhất là chúng ta có thể là phân bổ ngẫu nhiên, rồi đặc biệt là trong nghiên cứu thử nghiệm, nghĩa là chúng ta phân bổ làm sao để cho nhóm nó phân bổ vào các nhóm đó, một cách ngẫu nhiên để cho các nhóm nó tương đồng với nhau. Rồi phải có giới hạn thích hợp, có nghĩa là tiêu chuẩn chọn vào, tiêu chuẩn lộ ra để chúng ta giảm sai số chọn nữa. Rồi nhóm so sánh phải phù hợp, nghĩa là muốn so sánh thì các nhóm nó phải sẽ tương đồng với nhau, phải giống đồng nhất với nhau, chỉ khác nhau yếu tố tiếp xúc thôi, yếu tố can thiệp thôi. Thiết kế bắt cặp thì cái này nếu mà các bạn học tinh học ứng dụng rồi đó thì chúng ta biết thiết kế bắt cặp. Ví dụ như là cùng đối tượng nghiên cứu, chúng ta đánh giá thời điểm trước khi chúng ta can thiệp và sau can thiệp chúng ta sao chúng ta đối chiếu nhau, hoặc là cùng đối tượng nghiên cứu chúng ta có dữ liệu theo phương pháp A, sau đó chúng ta có dữ liệu theo phương pháp B và chúng ta sao so sánh với nhau, đó là đó gọi là thiết kế bắt cặp. Và chúng ta còn một số dạng bắt cặp khác nữa. Rồi xác định yếu nhiễu dựa vào kiến thức có sẵn để chúng ta thu thập yếu tố nhiễu, rồi sau đó là chúng ta hiệu chỉnh yếu tố nhiễu. Khi chúng ta phân tích thì chúng ta có thể phân tích theo tầng, hoặc là chúng ta phân tích một số cái mô hình đa biến gì đó vân vân để chúng ta hạn chế được nhiễu. Rồi đây là bảng mà chúng ta tóm tắt, bảng tóm tắt tính dễ bị sai số, thời gian, chi phí theo các loại thiết kế nghiên cứu. Thì sai số mà do chọn đó, thì yếu tố tuyển vào hay là chọn vào đó thì chúng ta thấy gặp nhiều nhất ở cái đáng kể đó là nghiên cứu bệnh chứng và nghiên cứu thử nghiệm. Phản hồi thì chúng ta thường gặp ở nghiên cứu mà nó cái sai số mà do phản hồi đó, mất dấu nhiều này kia, đó là nghiên cứu đoàn hệ, là thời gian kéo dài. Sai số thông tin thì chúng ta sai số thông tin nha. Rồi đặc biệt đó là sai số nhớ lại nè. Đó thì nó cao là nằm ở cái nghiên cứu bệnh chứng, nghiêm trọng ở nghiên cứu bệnh chứng. Nhiễu cao là ở nghiên cứu tương quan. Yêu cầu thời gian cao kéo dài đó thường nằm ở nghiên cứu đoàn hệ và nghiên cứu can thiệp nha. Tùy theo vấn đề có thể nó đứng nó rất là dài hàng năm nha. 5 năm, 10 năm có thể trên, đặc biệt là nghiên cứu đoàn hệ. Rồi nội dung tiếp theo đó là yếu tố tương tác. Thì khi yếu tố thứ ba làm thay đổi mối quan hệ giữa tiếp xúc và bệnh tật, nó cũng là yếu tố thứ ba nha. Và để xác định được xem có tương tác hay không, thì khi mà chúng ta phân tích đó, chúng ta phân tầng hoặc chúng ta thêm yếu tố tương tác vào mô hình đa biến, nếu chúng ta phát hiện mối liên quan giữa yếu tố phơi nhiễm mà chúng ta quan tâm và hậu quả của nó khác nhau giữa các tầng của biến thứ ba, biến mà chúng ta nghĩ rằng nó là tương tác đó, thì nó có nghĩa là có yếu tố tương tác. Yếu tố tương tác tiếng Anh nó là effect modification hoặc là cái interaction, tùy theo mà thường người ta thích dùng từ effect modification. Rồi nếu giống nhau giữa các tầng có nghĩa là chúng ta không có tương tác. Tôi ví dụ chúng ta khảo sát giữa béo phì với bệnh tim mạch, chúng ta xem cái thuốc lá nó có là yếu tố tương tác hay không. Và chúng ta phân tích đầu tiên đó là chúng ta phân tích chung béo phì so với không béo phì, thì chúng ta có OR bằng 2. Nhóm reference có nghĩa là nhóm chúng ta tham khảo làm chuẩn đó là nhóm không béo phì, thì chúng ta thấy odds ratio nó bằng 2. Sau đó chúng ta lấy biến mà chúng ta nghi rằng là yếu tố tương tác, đó là thuốc lá. Chúng ta phân làm hai nhóm có hút thuốc lá và không hút thuốc lá. Thì trong nhóm béo phì so với không béo phì thì chúng ta có OR bằng 3.3 trong nhóm hút thuốc lá. Trong nhóm không hút thuốc lá thì béo phì so với không béo phì thì OR bằng 1.9. Chúng ta thấy sự khác biệt giữa hai nhóm này rõ ràng. Thì chúng ta luận hút thuốc lá nó là yếu tố tương tác. Rồi, trên cái slide đó là hình ảnh mà dùng biểu đồ để minh họa cho chúng ta thấy có yếu tố tương tác và không yếu tố tương tác. Bên đây là không có tương tác, chúng ta thấy béo phì càng tăng thì bệnh tim mạch càng tăng. Và thường thì hút thuốc lá sẽ bệnh tim mạch cao hơn, cho nên nếu mà nó không có tương tác với béo phì đó thì cái đường của hút thuốc lá nó sẽ nằm trên cái đường không thuốc lá và nó song song với nhau. Nhưng nếu nó có tương tác có nghĩa là béo phì kèm theo hút thuốc lá thì bệnh nó càng tăng nhiều hơn, nguy cơ cao hơn, thì cái đường này nó sẽ đẩy lên.
Còn nếu mà hai thằng tương tác mà nó giảm thì đường này sẽ đi xuống, thì lúc này hai đường này nó sẽ không có song song với nhau. Thì hình bên đây minh họa cho cái có tương tác, effect modification. Bên đây là không có tương tác. Xác định và ứng phó với yếu tố nhiễu và yếu tố tương tác thì tôi dựa theo cái sơ đồ của web Ben and Biroso đăng trên cái tạp chí Lancet có một quyển sách gọi là Clinical Research đó, đăng năm 2005. Cái này tôi dịch chắc khoảng năm 2009. Đầu tiên đó là chúng ta xác định, chúng ta tính được OR hoặc là RR, sau đó chúng ta phân tầng và chúng ta tính cho từng tầng. Nếu mà nó giống nhau giữa các tầng có nghĩa là không có yếu tố tương tác, nhưng mà chúng ta chưa loại trừ là có nhiễu hay không, sau đó chúng ta mới phân tích hiệu chỉnh. Nếu mà lúc ban đầu với hiệu chỉnh đó, mà nó giống nhau, nghĩa là chung ban đầu với khi hiệu chỉnh mà nó tương tự nhau là không có nhiễu. Rồi nếu mà ban đầu với hiệu chỉnh mà nó khác nhau có nghĩa là có nhiễu, thì khi có nhiễu thì chúng ta phải dùng cái giá trị sau khi chúng ta hiệu chỉnh. Còn nếu mà chúng ta hiệu chỉnh ban đầu với hiệu chỉnh với ban đầu nó như nhau thì chúng ta dùng giá trị ban đầu luôn nha. Còn tại vì nó không có nhiễu, còn nếu có nhiễu là phải dùng sau khi hiệu chỉnh. Trong trường hợp khi mà chúng ta phân tích nó khác nhau giữa các tầng có nghĩa là có tương tác, giống như trường hợp vừa rồi đó, là chúng ta phân tích giữa cái hút thuốc lá ở tầng hút thuốc lá và bằng tầng không thuốc lá, béo phì so với không béo phì đó, nó khác nhau giữa hai tầng đó, thì chúng ta phải sử dụng kết quả theo từng tầng nha. Báo cáo kết quả sử dụng kiến nghị gì đó theo từng tầng. Thì đây là tôi đã trình bày xong cái bài sai số nha.